Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình tuần này, Hải Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một không gian được mệnh danh là Viên Ngọc Xanh và là địa chỉ nhất định phải ghé thăm khi đến Đà Lạt. Tiếp đó là hương vị ẩm thực núi rừng Tây Bắc độc đáo mà các bạn có thể thưởng thức ngay giữa lòng phố núi cao nguyên. Và trước khi đến với những điều thú vị ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa, thể thao, du lịch vừa diễn ra. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6, vừa qua, Liên đoàn Yoga phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình đồng diễn với sự tham gia của trên 150 vận động viên đến từ 8 câu lạc bộ yoga trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Là một môn tập luyện cổ của Ấn Độ, yoga hiện đã phổ biến trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, được yêu thích như là một môn thể thao có tác động lớn đến việc nâng cao sức khỏe của con người. Tại Lâm Đồng, qua 4 năm hình thành, phong trào tập luyện yoga đang từng bước phát triển và là phương pháp toàn diện cho sức khỏe, an lạc và là một trong những môn thể thao gắn liền với việc nâng cao sức khỏe tinh thần cho người dân và phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao. Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển mạnh phong trào tập yoga như thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Tẻ, Đơn Dương. Sau lễ kỷ niệm, các vận động viên đến từ 8 câu lạc bộ yoga trong tỉnh và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tham gia màn đồng diễn kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 21 tháng 6. Vào ngày 6 tháng 6, chuyến bay thẳng đầu tiên từ đảo Jeju, Hàn Quốc đến Đà Lạt đã hạ cánh tại sân bay Liên Khương. Đây là chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách do công ty du lịch Viettravel phối hợp với công ty Đà Lạt Tourist thuê hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khai thác thử nghiệm. Theo kế hoạch, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2019, tiếp tục có 4 chuyến bay bằng loại tàu bay Boeing A320 xuất phát từ Đà Lạt lúc 0 giờ 25 phút và xuất phát từ Jeju lúc 11 giờ 5 phút. Thời gian bay dự kiến khoảng 4 tiếng 20 phút. Du khách đi trên những chuyến bay này sẽ được miễn thủ tục visa khi đến Hàn Quốc. Trong đó, giá một tour trọn gói du lịch Đà Lạt Jeju 5 ngày 5 đêm là 13.900.000 đồng một người. Việc mở đường bay thẳng Đà Lạt Jeju sẽ tạo cơ hội giao lưu văn hóa, du lịch, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển hai tỉnh nói riêng và hai đất nước Việt Nam, Hàn Quốc nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với người dân thành phố Đà Lạt cũng như với du khách gần xa, thì cái tên Hồ Xuân Hương đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Nằm ở ngay trung tâm thành phố, Hồ Xuân Hương đã chứng kiến biết bao thăng trầm của thành phố ngàn hoa và là điểm đến chắc chắn không thể bỏ qua khi du khách đến với thành phố này. Hồ Xuân Hương là một hồ đẹp nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ vườn hoa. Đây là địa điểm du khách ưa thích đi dạo bộ hoặc xe ngựa khi đến tham quan thành phố Đà Lạt. Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo có chu vi 5 km với hình dạng trăng lưỡi liềm kéo dài gần 7 km đi qua nhiều địa điểm du lịch của thành phố Đà Lạt. Hồ Xuân Hương được xem là trái tim của thành phố Đà Lạt và là một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Phong cảnh hữu tình nên thơ, thích hợp cho mọi người dạo mát, tham quan và lưu lại cho mình những bức hình tuyệt đẹp. Chị đến Đà Lạt lần thứ hai, thì có dẫn theo mấy đứa nhỏ đi ở nhà đi. Thì cái Hồ Xuân Hương là cái địa điểm đầu tiên mà chị muốn tới. Thứ nhất là cái phong cảnh nó rất là đẹp, nó dễ thương và những đứa nhỏ rất là thích. Có đập dịch, rồi có ngựa, nó thích lắm. Hồ Xuân Hương vốn là vùng đầm lầy, mọc cỏ lát, dùng để dệt chiếu của người Lạp và cũng là nguồn nước sinh hoạt khi họ sinh sống tại Đà Lạt. Hồ là thượng nguồn của thác Cam Ly chảy quanh năm. Cây cỏ bên hồ Xuân Hương xanh biếc, tỏa hương thơm nồng nàn. Ven hồ là bờ cỏ xanh mướt, điểm thêm những cây thông, tùng, anh đào, liễu rủ xinh đẹp, tạo thành một khung cảnh thơ mộng. Chính điều này đã tạo nên điểm thu hút với du khách gần xa khi họ đến với thành phố hoa. Du khách có thể cảm thấy cái se lạnh của Đà Lạt khi đi dạo quanh hồ.
và bạn sẽ được tham quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố như vườn hoa thành phố, quảng trường thành phố, công viên nhà sen. Thì điều đầu tiên mà em muốn đến đây á, là chắc chắn em phải đến Hồ Xuân Hương. Tại vì ở đây thì em có cảm nhận về những cái buổi á, thì như buổi sáng mình sẽ cảm nhận Hồ Xuân Hương rất là mát và nó không khí rất là trong lành, mà ở hầu như là ở khu vực em là ở Đồng Nai là không cảm nhận được, tại vì em ở khu vực Biên Hòa ngay thành phố thì rất là ngột ngạt. Nhưng mà tới buổi chiều tà á, thì em sẽ cảm nhận được hơi lạnh thật sự của cái không khí Đà Lạt. Đến cái buổi chiều tối á, thì gọi là sương nó rớt xuống, và chiều hôm qua thì em đã gặp một trận mưa nhỏ, thì thật sự là rất là, tuy là mưa nhỏ nhưng mà rất là mát và cảm thấy là lạnh một chút xe gì đó. Chiều tàn hay đêm đến, du khách có thể tản bộ hay lọc cọc xe ngựa quanh hồ để lâng lâng cùng chút se se lạnh cao nguyên, hoặc có thể chọn cho mình một chỗ ngồi ấm áp nhâm nhi ly trà tách cà phê ở nhà hàng Thủy Tạ Thanh Thủy ven hồ và thả hồn lăng tăng cùng mặt nước Xuân Hương. Ngoài ra, du khách còn có thể đạp vịt, đi xuồng máy hay chèo thuyền cao su quanh hồ. Cái quang cảnh ở quanh bờ hồ này lúc mà mình đạp vịt thì làm cho cái tâm hồn của mình nó thư thái hơn hẳn sau một cái ngày mình đi chơi đó. Ví dụ như buổi sáng hoặc buổi chiều mà mình ra đây đạp vịt một chút thì nói chung là tinh thần thư thái hơn rất là nhiều. Đẹp lộng lẫy và dịu dàng như viên ngọc bích, Hồ Xuân Hương còn là trái tim của thành phố Đà Lạt. Viền quanh hồ là con đường nhựa láng tiếp nối với hàng loạt con đường khác từ khắp các nẻo của thành phố đổ về. Bạn có thể ăn uống hoặc đi mua sắm ở trung tâm thành phố và trở về ngã mình trên thảm cỏ xanh ngút ngàn của Hồ Xuân Hương. Nơi đây là một bức tranh xinh đẹp mà tạo hóa đã dành riêng cho Đà Lạt. Đi Đà Lạt ăn vặt ở đường phố và thưởng thức những món ăn mang hương vị phố núi cao nguyên là một trong những trải nghiệm đầy thú vị của du khách. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ rằng khi đến Đà Lạt, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng núi Tây Bắc với hương vị đậm chất núi rừng hay chưa? Hôm nay, Hải Yến sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ ẩm thực thú vị như thế. Tây Bắc được mệnh danh là thiên đường của rất nhiều món ăn ngon bởi hương vị đặc trưng và cách chế biến vô cùng độc đáo. Chính vì vậy, ẩm thực nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách đến và để lại nhiều ấn tượng khó quên. Vậy mà ngay trong lòng thành phố Đà Lạt, một thành phố có khoảng cách khá xa với vùng rừng núi Tây Bắc, lại có một địa chỉ ẩm thực đặc biệt mang trọn hương vị núi rừng với những hương liệu đặc trưng của người Hờ Mông tại Lào Cai. Đi ăn những cái món người dân tộc ở cái Đà Lạt này thì như sườn chu rồi cò thì tất cả đều có, chỉ có duy nhất là cái người đồng bào Hờ Mông ở Đam Rông Đà Lạt mà chưa có một cái món ăn nào phổ biến ở Đà Lạt, do vậy nên là mình cũng lên tham khảo ở tại Đam Rông, sau đó về thì mình cũng quyết định là mở cái quán món ăn này là cái ẩm thực của người dân tộc Mông ở tại cái Lâm Đồng, Đà Lạt này. Với các món ăn đa dạng và đặc trưng như thắng cố, lẩu gà khô cay và các món ăn được chế biến từ thịt ngựa vân vân. Và điều đặc biệt, từng món ăn ở đây đều có gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc như mắt khén, hạt dổi, măng rừng, quế, hồi, thảo quả, khiến cho những ai đã một lần được thưởng thức ẩm thực Tây Bắc đều cảm thấy như đang nếm tất cả hương vị của núi rừng tại đây. Lúc đầu mình cảm nhận thì nó hơi lạ so với người miền Nam mình ăn cái thịt ngựa của cái vùng miền đó ngoài phía Tây Bắc của Hà Nội á, ngoài Bắc á thì nó lạ, nhưng mà mình ăn một hồi mình cảm nhận được cái hương vị đậm đà mỗi vùng nó khác, thì mình thấy mình thích, cảm nhận mình thích và những cái món ăn này có vẻ là càng đi sâu vào cái người miền Nam thì nó đa dạng á, đa dạng hóa và nó pha trộn với nhau thì cảm nhận cái hương vị nó hay lạ, rất thích. Trước đây thì cũng đã từng ăn rồi, cái này thì mình ăn mình thấy nó mềm, nó không có bị dai, vị thì cũng khác biệt. Nóng hổi và gây tò mò cho thực khách đi đến đây là món thắng cố,
với nguyên liệu tổng hợp từ thịt ngựa, lòng ngựa. Hay món lẩu gà khô cay được chế biến và sử dụng 27 loại hương liệu đặc trưng của đồng bào Mông đang sinh sống tại vùng núi Đam Rông, Lâm Đồng. Giữa tiết trời se lạnh về đêm của phố núi Đà Lạt, ngồi bên nồi thắng cố thơm nồng, nồi lẩu gà cay tê đầu lưỡi sẽ khiến thực khách có cảm giác ấm áp hơn. Cái điểm đặc biệt ở các cái món ăn ở tại quán đó là độc ngạ, thơm ngon, và tất cả nó là cái sự hương thực liệu của núi rừng và tự nhiên mang đến. Chứ thật sự là tôi cũng mong muốn là mọi người là được thưởng thức về cái mùi hương dược liệu. Riêng về ngựa thì nó một món rất là đặc biệt. Ngựa thì sử dụng 100% đó là cái ngựa lùn, tức là ngựa cỏ của đất nước ta. Đấy, rất là đơn giản thì xử lý qua 6 bước sơ chế. Về lòng ngựa sẽ xử lý qua 6 bước sơ chế. Còn về thịt ngựa là sử dụng 100% đó là thịt ngựa tươi. Không phải mất thời gian hoặc vượt một chặng đường dài đến với vùng núi cao Tây Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, v.v. để có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của núi rừng Sơn Cước, mà chỉ cần đến với thành phố ngàn hoa xinh đẹp của mảnh đất Nam Tây Nguyên, du khách và người dân có thể được tự mình trải nghiệm nét ẩm thực hấp dẫn ấy. Hương vị món ăn độc đáo, không gian thoáng mát, những món ăn mang đậm dư vị từ núi rừng Tây Bắc như thế này, hứa hẹn sẽ là địa chỉ mới mẻ, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa. Quý vị và các bạn thân mến, hương vị đặc trưng, hấp dẫn và độc đáo đến từ những món ăn nổi tiếng của vùng núi Tây Bắc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến cập nhật những thông tin du lịch hấp dẫn và thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.